Tiết mục này được biểu diễn bởi Liên Minh. Và cái tên của Liên Minh này nói ra là tôi thấy các chị, các mẹ rất sợ Liên Minh Hành Kinh. Các anh có biết Liên Minh này là được phối hợp, được kết hợp bởi hai phòng nào không ạ? Hành chính và kinh doanh. Đúng rồi, phòng hành chính nhân sự và kinh doanh. Và với cái tiết mục này với ý nghĩa là dù đã không còn xuân nhưng mà không khí xuân vẫn còn đó. Mong một năm mọi người đều vui và thành công. Mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu để đến với tiết mục mang tên Bảo Nguyên Ngày Mới, có phần thể hiện của Liên Minh Hành Kinh. Một chỗ tay tân nông nhiên. Sinh nhật mừng 3 tuổi lần này.
Nhân ngày đặc biệt này của Bảo Nguyên thì thay mặt tất cả các đại diện của phòng kinh doanh và hành chính mà nãy em có gọi tắt là hành kinh, thì thay mặt đội ngũ hành kinh thì chúc tất cả các anh chị em một buổi tối thật là nhiều vui, nhiều ấm áp. Chúc mọi người, chúc gia đình Bảo Nguyên thêm một tuần mới, thêm thành công, thêm may mắn, và tất cả chúng ta sẽ có một tinh thần đoàn kết, vững tâm vì một niềm tin là Bảo Nguyên trong tương lai gần. Cảm ơn Hành Trung rất nhiều và mời các bạn tiếp tục quay về hành trình của mình nha. Và thưa quý vị, bên cạnh những tiết mục rất là tuyệt vời của Bảo Nguyên Sinh Thay Mình thì tất cả chúng ta cũng được biết là dạo gần đây thì những cái chương trình truyền hình thực tế đang rất là phát triển rầm rộ ở Việt Nam mình, nhất là những chương trình âm nhạc và vũ đạo. Có thể kể đến một vài như là The Remix hay là X Factor như có bí ẩn, thì Bảo Nguyên Sinh Thay Mình cũng được gọi là không phải dạng vừa đâu, mà nghe đồn dạng rộng lắm quý vị ạ. Vừa tung ra thị trường một chương trình âm nhạc vô cùng ấn tượng hấp dẫn với một cái phần có thể nói rằng rất là điên, rất là độc đáo và hấp dẫn. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với live show Bảo Nguyên Crazy Dance. Nghe cái tên gọi là thấy điên rồi đúng không? Và để có được cái phần biểu diễn điên nhất thì tôi cần sự hợp tác của tất cả các anh chị và các bạn trong 6 khu vực của mình. Các bạn có đồng ý với tôi không ạ? Các bạn có sẵn sàng quẩy hết mình trong đêm nay không ạ? Nếu sẵn sàng thì vỗ tay thật lớn nào. Vậy thì xin cảm ơn nhà gặp và DJ, chúng ta sẽ ở đây cùng với các bạn suốt đêm nay. Và chúng tôi xin được mời khu vực 1 tiến lên sân khấu ạ. Khu vực 1 ơi, các bạn đâu rồi? Where are you? Rồi. Và khu vực 1 thì chúng ta cũng mời ba bạn, đó là bạn Ngọc Hạnh, bạn Kim Loan, bạn Trúc Phương và bạn Hoài Phương. Chúng ta cũng tiến vào đội hình, đứng lên phía trước một tí xíu nha. Và hãy cùng nhau thi đấu với nhau những vũ điệu đẹp nhất, độc nhất bên dưới á. Đúng là bên dưới mà chúng ta có nóng á thì chúng ta cũng nhảy theo nhà, bởi vì ngồi yên một tí xíu là không có được đâu. Khu vực 1 sẵn sàng chưa nào? Thể hiện tinh thần của mình đi và xin mời âm nhạc DJ. Càng rộng bên dưới vỗ tay càng nhiều á.
thêm nhạc anh cho bài nhạc động đi anh. Mọi người tin anh, ba má tin anh, bạn bè tin anh, cầm điện tin anh. Về để rắc chưa hả? Vậy tiếp được không? Là thôi xuống dưới thì để khu vực hai ta chơi nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Coi như khởi động như đó là được rồi, đúng không? Khu vực hai đâu? Nãy nghe thấy khu vực một ta giảng chưa? Đâu rồi, khu vực hai đâu rồi? Rồi và cũng mời ba anh chị Tina, Hương Liên, Thùy Trang vào đội hình. Ba anh chị có tên là phải đứng trước nha, làm mẫu với các chị sao mới hề. Rồi chưa, rồi chưa? Và bây giờ mình phải sắp xếp tình hình sao mà khán giả họ thấy mình như đúng không? Nhớ nhà phương diễn hết kỹ thuật mà các bạn đang có cùng với âm nhạc ngẫu nhiên của chúng tôi. Và để xem tối nay ai sẽ là người gây ấn tượng. Oh,
Dạ, tao thấy cũng mong cảm ông như con khỉ ông ơi. Hồi nãy tôi thấy là con gái thật tuyệt cũng không lộ bóng nè. Và bé vui vào đội hình để khung một bố quẩy thiệt là nhiệt tình của DJ. Hãy cố chín lần đàng hoàng như phải có cái người múa để mấy người sao múa theo. Thank you.
ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Dạ rồi, em cảm ơn anh, chúc anh trăm năm hạnh phúc. Rồi, chị Dìa. Rồi, khu vực 5 đó thì hết mình mà cũng tỏa sáng. Còn khu vực 6 thì sao? Where are you? Come on. Và cũng xin được mời bạn Ngọc Hạnh, anh đi Vũ Điệp, bao đứa anh. Xin mời các bạn. Các bạn là cuối cùng đó nha. Cố gắng thể hiện mình tỏa sáng thế nào. Cái gì vậy? Cũng phải nhảy, không có nhảy cũng phải nhảy đen đi mà. Nhảy cho thiệt đi em. Cũng rất là khó để đánh giá khu vực nào nhảy đẹp hơn, tốt hơn, đúng không?
ạ. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta hãy dành một chảo tay cho nhau, bởi vì tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được quà đêm hôm nay. Và nếu mà được thì các chị sẽ mời cả 6 khu vực lên sân khấu được không ạ? Và xin mời 6 khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6 cùng tiến lên sân khấu để nhận quà đến từ ban tổ chức. Là khích lệ tinh thần đến cho cả 6 khu vực. Đêm nay đó là khu vực 1 ở đó không? 2 đâu? 2 đâu? 2 và 3 đâu? 4 3, 4 không có đúng không? Không có muốn nhận quà đúng không? Khu vực 3, khu vực 4 đó. Rồi, đúng vậy tôi biết tôi chết liền. Nó thôi quà giống nhau thôi nè. Nhưng mà tôi nói một cái điều này, nhận quà xong không có bỏ về, đứng đây tiếp tục nhảy tiếp tiếp không ha. Tôi muốn là tất cả các anh chị cũng đều được lên đây và quẩy cùng